Kính thưa quý vị, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 2019. Theo đó, thì CPI trong tháng 1 tăng 0,1% so với tháng 12 năm 2018. Trong đó, ba nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,69%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,66%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,39%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Hai nhóm có CPI giảm là giao thông giảm hơn 3% và bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,09%. So với cùng kỳ năm trước thì CPI tháng 1 năm nay tăng 2,56%. Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,3% so với tháng 12 năm 2018 và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục Thống kê, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 1 năm 2019 diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 402,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như Hà Nội tăng 15%, Hải Phòng tăng 14,5%, Bắc Ninh tăng 13,9%, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 13%.